Chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình. Và chủ đề ngày hôm nay của chương trình là giải pháp thoát khỏi sự lệ thuộc của thuốc ngủ nhờ thảo dược. Và nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, hãy gọi điện thoại đến số hotline để được tư vấn quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ với những ai đã từng rơi vào tình trạng mất ngủ thì chúng ta mới thấu hiểu hết được sự mệt mỏi, khó khăn của những bệnh nhân mất ngủ. Mất ngủ gây ra rất là nhiều hệ lụy cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp và đột quỵ. Chính vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân đã tìm đến thuốc an thần để có thể lấy lại giấc ngủ của mình. Vậy làm sao chúng ta có thể thoát khỏi sự lệ thuộc vào thuốc ngủ, lấy lại được một cái giấc ngủ sinh lý tự nhiên? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phần tư vấn của các chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, xin được giới thiệu vị khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào MC Hoàng Phương, kính chào khán giả của chương trình. Và vị khách mời thứ hai cũng là một người rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, xin được giới thiệu chú Nguyễn Đức Hà đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC, chào bác sĩ và xin chào khán giả. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi có cuộc trao đổi cùng với hai vị khách mời, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Hành trình lần này của chúng tôi là Phú Thọ, cái nôi của nền văn hóa Lạc Việt với đền Hùng, hát xoan, ca trù, rất đổi tự hào, để gặp gỡ cô Ngọc, 57 tuổi. Vì một biến cố lớn trong gia đình cách đây 6 năm đã cướp mất của cô giấc ngủ ngon, khiến cô phải chịu đựng biết bao nỗi khổ cực mỗi khi đêm đến. Cô tên là Phạm Thị Ngọc, quê quán ở Xuân Quang, Tân Phú Thọ. Cô mất ngủ là do ông xã nhà cô bị ốm. Lúc đấy là ngày như đêm, đêm như ngày thì không được ngủ. Thì sau đấy thì là cô bị mất ngủ từ đấy. Cô mất ngủ là liên tiếp trong hơn 2 năm, không bao giờ buồn ngủ cho mà ngủ. Cái thời điểm mà cô mất ngủ nặng nhất là cô chắc chỉ đêm cái chỉ được 1 tiếng hoặc 2 phút thôi. Mãi cho đến 2 giờ sáng cô ngủ, 4 giờ sáng cô tỉnh dậy. Đi làm thì người nó đu đưa, nó mệt mỏi lắm. Người gầy rộc, mắt thì thâm quầng. Trước là cô là 52 cân, nhưng mà sau mà cái thời điểm mất ngủ cô xuống còn 38 cân. 38 cân thì người nó khô, rồi mắt thâm quầng, để ra xám xẹt. Vượt qua hơn 1.000 km, chúng tôi đã có mặt tại Sài Gòn. Trước đây chú công tác trong ngành dầu khí, công việc bận rộn khiến chú chẳng có thời gian cho bản thân và gia đình. Đến khi về hưu, có biết bao dự định ấp ủ, vậy mà chỉ vì căn bệnh mất ngủ, chú lại phải từ bỏ tất cả. Tôi bị chứng mất ngủ cách đây 5 năm, nhưng mà nặng nhất là trở về đây, 2 năm trở lại đây tôi bị nặng. Là nhiều đêm tôi ngủ chỉ được 1-2 tiếng đồng hồ, mà giấc ngủ rất là chập chờn, không có sâu, mà có thậm chí là có những ác mộng đó, khi và có những đêm đó là tôi thức trắng không ngủ được, nhưng mà mắt thì cứng đờ nhưng mà lại không có buồn ngủ. Do cái chứng mất ngủ như thế thành ra huyết áp của tôi tăng, thậm chí là lên tới 200. Thì tình trạng như thế này tôi rất sợ, tôi mới sợ bị tai biến đó. Thành ra tôi phải đi bác sĩ để thăm bác sĩ khám là tôi đã bị bệnh rối loạn giấc ngủ. Thì bác sĩ có kê đơn. Sau khi về thì tôi uống thuốc ấy, thì nói chung là cũng giấc ngủ cũng đến với tôi được 2-3 tiếng. Nhưng mà khi mà ngủ dậy ấy, thì tôi vẫn cảm thấy nó rất là mệt mỏi. Cơ thể rất mệt mỏi, nó không có được minh mẫn. Bonnie Happy, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, có thể nói là rất nhiều người rơi vào tình trạng mất ngủ và họ rất là lo sợ là họ sẽ bị những cái biến chứng cũng như là hệ lụy khác cho sức khỏe, nên đã tìm đến những cái giải pháp từ thuốc an thần. Và có một cái vấn đề đó là khi mà họ uống thuốc thì họ ngủ được, nhưng mà không uống thì lại không ngủ được, thậm chí là phải tăng liều hoặc là đổi sang thuốc khác nặng hơn. Vậy thì theo bác sĩ, nguyên nhân là do đâu ạ? Khi chúng ta bị mất ngủ thì chúng ta hay một cái thói quen là chúng ta dùng cái thuốc an thần mà chúng ta nghe nói đó. Thì những cái đó là những cái hoạt chất mà nó có tác dụng là gì? Làm cho cái an định cái thần kinh. Và tùy theo cái liều, có cái liều thì làm cho chúng ta giảm đi cái hồi hộp mất ngủ. Nhưng có cái liều chúng ta, các bạn biết là những cái thuốc an thần là những thuốc có thể sử dụng trong gây mê.
Nên các bạn có nghe người ta là có thể tự tử vì thuốc an thần, đó là khi chúng ta sử dụng với một cái liều quá nó sẽ làm chúng ta bị cái ức chế của hệ thần kinh luôn. Nên khi chúng ta sử dụng an thần thì điều đầu tiên tôi khuyên các bạn là không tự ý được sử dụng. Vì đây là một cái thuốc nó phải có chỉ định của thầy thuốc và phải được theo dõi. Lý do tại sao? Vì khi chúng ta sử dụng thuốc an thần thì điều đầu tiên là mục đích là để điều trị. Ví dụ như khi chúng ta bị mất ngủ hoặc chúng ta lo âu nhiều, thầy thuốc cho. Nhưng cho thì phải có một cái liều cho nó đúng để nó có tác dụng điều trị và được theo dõi. Đặc biệt của cái thuốc an thần là một cái thuốc có hướng thần kinh nên nó có tác dụng là gây nghiện. Nghĩa là nó lệ thuộc vào cái liều lượng của thuốc. Nên nếu chúng ta sử dụng lâu dài mà chúng ta không được kiểm soát tốt bởi thầy thuốc thì nó rơi vào cái tình trạng là chúng ta sẽ tăng liều dần và đến một lúc chúng ta sẽ có một cái tình trạng là nghiện thuốc hay lệ thuộc thuốc. Cái thứ hai, đôi khi trong quá trình đó chúng ta có thể bị một số cái tác dụng phụ của thuốc mà chúng ta điều trị không đúng mức. Do đó, cái thuốc an thần là một cái thuốc mà không phải là ai cũng sử dụng được và không phải là tự ý chúng ta tự sử dụng mà chúng ta phải có chỉ định. Đây là một trong những cái thuốc người ta gọi là thuốc gây nghiện nên phải có chỉ định và được theo dõi rất là sát sao của thầy thuốc. Vâng ạ. Thêm một vấn đề nữa mà mọi người cũng rất là băn khoăn là khi mà họ sử dụng thuốc an thần cũng như là thuốc ngủ thì sau một đêm thì họ có thể ngủ được. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì cảm giác cơ thể rất là mệt mỏi, uể oải và khó chịu. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích vấn đề này ạ? Đầu tiên là khi chúng ta bị mất ngủ thì thường nó có rất là nhiều nguyên nhân mà thông thường thì chúng ta ít có tìm hiểu nguyên nhân lắm. Chúng ta chúng ta mua một cái loại thuốc an thần về chúng ta ngủ. Và chúng ta ngủ hôm nay chúng ta thấy nó ngủ được một tí, chúng ta lại uống tiếp. Rồi sau đó chúng ta thấy hình như nó không có cải thiện lắm, chúng ta lại tăng cái liều dần. Thì do đó nó có một cái tác dụng như vậy. Khi chúng ta dùng thuốc an thần xong mà không đúng hoặc là không phù hợp với cái nguyên nhân thì nó gây tình trạng là sau cái cơn ngủ dậy thì chúng ta hay có cái cảm giác là bần thần, nó chưa có tỉnh. Tại vì nó là một cái giấc ngủ mà nó ép chúng ta phải ngủ cơ mà. Do đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bần thần. Đôi khi chúng ta khi mà chúng ta chưa ngủ đủ hết cái giấc của một cái liều thuốc thì chúng ta sẽ thấy nhức đầu, đôi khi có chóng mặt. Và thậm chí là chúng ta không tập trung được cái công việc trong ngày làm việc. Nếu chúng ta sử dụng lâu dài thì nó có thể gây nên tình trạng, có một số bạn khi sử dụng lâu dài nó bị rơi với tình trạng là run. Có thể run hoặc là đôi khi cảm thấy cứ hồi hộp, trong ngày cứ thấy hồi hộp, lo sợ hoài. Cái kế nữa là chúng ta bị rơi vào cái trạng thái là giống như bị một cái trầm cảm, chúng ta sẽ cảm thấy cứ đói, ăn ngon miệng, tại chúng ta thấy mệt mà, nên chúng ta cảm thấy ăn nhiều và như vậy nó sẽ rơi vào đôi khi chúng ta lại bị tăng cân nữa. Nghĩa là nó làm xáo trộn hết cái hoạt động của cơ thể chúng ta. Đặc biệt cái thứ hai nữa là nếu chúng ta sử dụng mà trên một số người, đặc biệt là người lớn tuổi mà có cái chức năng gan hoặc chức năng thận của chúng ta không còn tốt nữa. Nếu chúng ta sử dụng mà thuốc ngủ lâu dài hoặc là chúng ta dùng với một cái liều không đúng, nó có thể gây ảnh hưởng đến cái gan và cái thận của chúng ta. Và trên những cái hệ thống tim mạch cũng vậy, những người lớn tuổi chúng ta hay có cái bệnh lý về tim mạch thì chúng ta nếu chúng ta sử dụng không đúng mức cũng có gây đến ảnh hưởng đến tim mạch và một số cái bệnh lý khác. Do đó ở đây tôi cũng xin khuyên lặp lại một lần nữa là các bạn không nên tự sử dụng thuốc an thần, vì đây là một cái thuốc mà nó có thể gây một cái tác dụng không mong muốn, nghĩa là tác dụng rất là không có lợi cho cơ thể. Cái thứ hai nữa là khi sử dụng thuốc phải theo đúng chỉ định và đúng liều lượng của thầy thuốc hướng dẫn. Như vậy là những cái thuốc ngủ thì nó hay tác động vào cái việc là nó giúp cho chúng ta ngủ được nhanh chóng, nhưng mà nó lại không giải quyết được tận gốc căn nguyên gây ra căn bệnh mất ngủ này. Vậy thì theo bác sĩ, nguyên nhân là do đâu và chúng ta đang có những cái giải pháp như thế nào ạ? Hiện nay thì cái rối loạn giấc ngủ nó xảy ra tương đối nhiều ở cái tỷ lệ dân số của chúng ta. Thì cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta hay gặp ở người lớn tuổi đó người ta gọi là tình trạng lão hóa. Thì khi lão hóa như vậy thì cái hệ thống của nội tiết của chúng ta cũng sẽ giảm đi cái tình trạng là tiết ra những cái hormone cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt trong cơ thể của ta có cái hormone về tăng trưởng. Cái hormone tăng trưởng nó có lợi cho người lớn tuổi, người trẻ là gì? Là nó sẽ kích thích cơ thể phát triển. Nhưng người lớn tuổi là nó duy trì cái sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt trong đó nó sẽ làm cho cái gì? Sức khỏe của chúng ta được ổn định là một. Cái thứ hai, hệ miễn dịch của chúng ta cũng được tăng cường thêm. Và như vậy nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta hoạt động một cách là gì? Điều hòa hơn và tốt hơn. Đó là cái tác dụng thứ nhất. Do đó theo thời gian chúng ta lão hóa đi thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là rối loạn giảm cái hormone đó, chúng ta mất ngủ. Mà cái khổ là hormone đó nó lại được tiết ra nếu chúng ta vận động tốt và chúng ta ngủ được ngon.
ngon giấc, nhưng mà cái người lớn tuổi lại không ngủ ngon, nên lại vô hình chung nó lại làm một cái vòng là gì, không ngủ thì làm giảm hormone, và giảm hormone thì lại không ngủ, do đó nó sẽ làm cho cái người mất ngủ cứ nếu rơi vào tình trạng đó là mất ngủ triền miên. Cái nguyên nhân thứ hai thì có một số cái bệnh lý của người lớn tuổi, ví dụ như bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về hô hấp, bệnh lý về xương khớp chẳng hạn. Ban đêm cái người bị hô hấp á, thì gây nên những cơn khó thở hoặc những cơn không ngủ, như vậy nó sẽ làm cho chúng ta mất ngủ về ban đêm. Hiện nay là cái áp lực công việc quá nhiều, từ trẻ em là áp lực công việc từ học hành nè, người lớn là công việc nè, cái người mà lớn tuổi thì lại áp lực về cái cuộc sống, do đó nó sẽ làm cho chúng ta bị những cái stress, những thói quen không tốt của những người trẻ uống rượu nè, ha, hoặc là những cái thói quen uống những cái chất kích thích như trà chẳng hạn cũng làm rối loạn giấc ngủ. Và đặc biệt là cái thói quen mà của người Việt Nam ta là một cái bữa ăn gia đình vào buổi tối thì chúng ta thường là sẽ chuẩn bị rất là kỹ và rất là thịnh soạn. Và nếu chúng ta ăn nhiều như vậy thì cũng là một cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của chúng ta. Vâng ạ, lúc nãy thì Hoàng Phương nhớ là cô có chia sẻ là cái hormone tăng trưởng nó rất là quan trọng đối với sức khỏe của con người. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tăng được cái nồng độ hormone tăng trưởng trong cơ thể của mình và lấy lại được một cái giấc ngủ tự nhiên ạ? Các nhà chuyên gia đã phát hiện ra những cái yếu tố, ví dụ như những cái acid amin hoặc những cái yếu tố tiền chất để đưa vào cơ thể, nó làm cho gì? Kích thích cái hormone tăng trưởng á, ví dụ như là cụ thể là L-arginine. Cái thứ hai nữa là trong đó nó có cái tiền hormone tăng trưởng, đó là GHRP2. Thì khi mà chúng ta đưa vào cơ thể thì nó sẽ có tác dụng là gì? Kích thích cái tuyến yên tiết ra cái hormone tăng trưởng. Và với cái nồng độ nó sẽ kích thích dần dần, nó sẽ làm cho chúng ta gì? Có cái hormone tăng trưởng tăng dần, và như vậy nó sẽ làm cho cái hỗ trợ cho cái giấc ngủ của ta sẽ tốt hơn. Các nhà chuyên môn người ta sẽ gia thêm một số các cái chất mà nó làm giảm đi cái tình trạng kích thích của cái hệ thần kinh, ví dụ như ở trong đó nó sẽ có cái GABA chẳng hạn. GABA là một cái hoạt chất mà có tác dụng là ức chế cái kích thích của hệ thần kinh. Do đó khi những cái tác động mà không mong muốn đến hệ thần mình, nó sẽ ức chế lại, và như vậy nó sẽ làm cho chúng ta một cái giấc ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó thì có thể gia thêm những cái gọi là những cái chất mà cần thiết để cho nuôi dưỡng cũng như là bảo vệ cái tế bào não, ví dụ như là glutamate chẳng hạn ha, các cái yếu tố vi lượng ví dụ như magie, kẽm, và đặc biệt là cái vitamin B6. Đây là những cái yếu tố mà nó sẽ hỗ trợ để làm gì? Để bảo trì cũng như là bảo vệ cái tế bào não, và như vậy góp phần là làm cho cái hệ thống não bộ của chúng ta nó hoạt động tốt hơn, bên cạnh cái sự là gì? Hỗ trợ cho tăng tiết cái hormone tăng trưởng. Ngoài ra thì để kết hợp giữa cái y học hiện đại với y học cổ truyền đó, thì các nhà khoa học còn hỗ trợ thêm những cái vị dược thảo mà có tác dụng là gì? Người ta gọi là an định thần kinh, và có tác dụng làm giảm đi cái stress cho cơ thể. Trong đó nó có những cái vị ví dụ như là bột ngọc trai nè, các cái lạc tiên, rồi các cái người ta gọi là thỏ thi tử, là những cái hạt mà của cái cây tơ hồng á ha. Rồi cộng thêm là có thể là có cái rau diếp dại mà khô, cộng thêm là lá đậu phộng vân vân, rất là nhiều cái dược liệu, là khi mà như vậy nó sẽ phối hợp nhiều yếu tố lại với nhau, nhưng mới một cái hàm lượng nó vừa mức, như vậy nó sẽ làm cho cái sản phẩm nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một tình huống mà chúng tôi xây dựng ngay sau đây. Vậy làm gì? Ai đánh ông làm gì? Cái gì vậy? Ông ăn ngủ kiểu này thiết riết là thiệt á. Giờ này còn ngủ rồi chừng nào mới có cơm ăn? Khi người ta nằm ngủ đó, thì mình muốn kêu chồng mình dậy và nói nhỏ nhẹ thôi. Và hét thề thề. Nhưng mà vậy là nói thiệt nha. Tại dạo này biết sao không? Trời ơi, tôi mất ngủ quá. Đó, nửa đêm là ngủ là chứ thức dậy hoài à. Đó, bà thì nằm ngủ thẳng tới sáng. Còn tôi chỉ trằn trọc lại trời khó chịu lắm. Rồi đến khi cái bà thức dậy bà tập thể dục, rồi tôi dậy luôn mệt quá, nằm ngủ thôi chứ làm sao bây giờ. Bị mất ngủ lâu chưa, sao không nói với tôi? Nói làm chi, nói ngồi cái bà thè thé giống như trời đánh không tránh tiếng nói được. Nên phải giấu trong lòng, đâu có dám nói đâu. Mà như kẹo này nó nặng thêm sao á, uống thuốc ngủ vô cũng không hết nữa. Mà giảm nó mệt, nó quể quải, hay là tăng sông nó lên hay sao, khó chịu dễ sợ. Nè, mất ngủ mà kéo dài vậy là không có tốt cho sức khỏe, mà cái tiếp theo là không có được uống thuốc ngủ. Tại sao không đi bác sĩ thăm khám? Tại sao phải không nói với tôi? Mà cứ tự động như vậy. Cái này mà tình trạng này kéo dài là nó có thể là qua tới tim mạch, tới
huyết áp. Thôi bây giờ vậy đi, à, chiều nay vợ chồng Nguyệt nó qua rồi, có gì nó chở ông đi bác sĩ, tôi ở nhà tôi lo cơm nước cho. Ngày hôm nay trong trường quay của chúng ta còn có một vị khách mời nữa, đó là chú Nguyễn Đức Hà. À, vâng thưa chú, được biết là nhiều năm qua thì chú cũng đã rơi vào tình trạng mất ngủ rất là mệt mỏi, khó chịu. Vậy thì không biết là tình trạng của mình nó như thế nào? Tôi đã bị mất ngủ từ cách đây 5 năm rồi. Mà thật sự nói là nó không có cái nguyên nhân cụ thể. Khi mà ngủ thì khoảng cứ 1 đến 2 tiếng trong một đêm là dậy. Khi mà dậy, tỉnh dậy thì rất là uể oải, mệt mỏi, khó chịu. Và kèm theo là cái mất ngủ như thế là tôi bị cái tình trạng là huyết áp tăng rất cao, thậm chí là có lúc là lên tới 200. Tôi mới đi tới bệnh viện tôi khám thì bác sĩ mới kết luận tôi là bị chứng rối loạn giấc ngủ, thì mới cho tôi cái thuốc an thần về uống để cải thiện giấc ngủ. Thì nói chung là lúc đầu thì tôi uống thì cũng thấy cũng đỡ, nhưng mà ngủ cũng không được nhiều, cũng khoảng 1-2 tiếng là cũng phải dậy thôi. Nhưng mà bây giờ 5 tháng rồi là tôi đã khỏe rồi đấy, tôi đã đi đến để tham gia cái chương trình này đấy. Vậy thì chú có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết bí quyết nào giúp chú có được một giấc ngủ ngon và sức khỏe tốt như hiện giờ không ạ? Là tôi đã được người bạn thân giới thiệu cho cái sản phẩm thảo dược tự nhiên á, giúp cho tăng cường cái hormone tăng trưởng á về cơ thể đó, để cho nó tạo ra cái giấc ngủ tốt. Và lúc đầu thì uống vô thì nó chưa phải là tác dụng liền, nó vẫn là coi như giấc ngủ nó cũng chưa đến nhiều quá, nhưng mà cái ngày hôm sau tôi dậy thì nó khác, là cái người nó thoải mái sảng khoái, không có một cái tác dụng phụ nào đối với cơ thể tôi cả. Theo đúng liệu trình thì tôi thấy là cái thời gian ngủ của tôi bắt đầu kéo dài, hiệu quả là 6 đến 7 tiếng đồng hồ là ngủ tốt. Và thậm chí là buổi trưa, tôi hồi xưa là tôi không có, mà bây giờ là buổi trưa tôi cũng ngủ được đến 30 phút đấy. Và đồng thời là khi mà tôi đã ngủ thì là tôi lên là cái giấc ngủ nó đến với tôi rất là nhanh, khoảng 15 phút là tôi có thể đi vào giấc ngủ được rồi. Huyết áp của chú đã trở lại tốt, đồng thời là da dẻ chú bây giờ rất là hồng hào, do vấn đề ăn uống được, ngủ được, mà thành ra ăn tốt, thành ra rất là vui. À, vâng ạ, chú Đức Hà cũng vừa chia sẻ là khi mà chú dùng thì nó đã kích thích cái tuyến yên sản sinh ra hormone tăng trưởng và lấy lại được cái giấc ngủ ngon. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái sản phẩm này như thế nào ạ? Thì khi mình kết hợp bao giờ mình cũng sẽ phải giảm liều dần. Vì cái thuốc này là cái thuốc mà nó gọi là lệ thuộc mà. Nên khi mình giảm đột ngột nó sẽ mình rơi vào cái tình trạng là mất ngủ. Cái thứ hai, cái thuốc bằng dược thảo thì thường nó sẽ không có tác dụng ngay lập tức đâu. Đầu tiên là nó sẽ kích thích cơ thể phục hồi dần dần, và đến một lúc khi nó có một cái tác dụng hoàn hảo rồi thì khi đó mới có phát huy tác dụng tốt. Nên chú đã có một cái phương pháp là giảm liều dần và để sử dụng trong quá trình điều trị là đúng. Có một đặc điểm đầu tiên đó là sự kết hợp mà là để vừa điều trị tất cả các cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là người lớn tuổi của mình là do giảm cái hormone tăng trưởng. Thì ở trong đó những nhà chuyên gia người ta đã kết hợp cái L-arginine với lại GHRP2 là để mục đích là để tăng cường, là kích thích để sản sinh ra cái hormone tăng trưởng. Bên cạnh đó thì trong sản phẩm các nhà chuyên môn người ta còn gia thêm những cái vị mà có tác dụng là gì, hỗ trợ cho cái hệ thống thần kinh. Trong đó nó có cái GABA. GABA có tác dụng là gì, là ngăn những cái những hệ thống dẫn truyền thần kinh mà không có lợi cho não bộ, do đó nó sẽ ức chế lại, và như vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái nhóm 1 để mà gia tăng cái tác dụng mất ngủ. Bên cạnh đó thì gia thêm những cái yếu tố vi lượng như là magie này, kẽm và vitamin B6. Nó có tác dụng là gì, hỗ trợ cho cái tế bào hệ thần kinh dẫn truyền, và cái thứ hai nữa là bảo vệ cái tế bào thần kinh. Phối hợp thêm những cái vị mà được gọi là những cái dược thảo từ thiên nhiên mà đã được sử dụng rất là lâu đời trong cái hệ thống y học cổ truyền, làm nhằm cái tác dụng là gì, là làm cho cái thần kinh mà nó được an định trở lại, nghĩa là nó được bình lại. Cái thứ hai nữa là nó giảm đi những cái stress và nó đưa chúng ta vào giấc ngủ tốt. Ví dụ trong đó sẽ có là cái bột ngọc trai nè, cái cây lạc tiên nè, cây mắc cỡ nè, rồi nghĩa là thỏ thi tử, người ta gọi là cái hạt của cái cây dây tơ hồng á. Rồi bên cạnh đó thì gồm có cái lá đậu phộng, những cái dược liệu
cũng giống như là những cái hoạt chất đó, khi phối hợp lại với nhau thì sẽ cho ta một cái là gì? Điều trị, sử dụng cho những người mà đang giảm đi cái nội tiết tố về tăng trưởng, cộng thêm là nó hỗ trợ cho cái bảo vệ cái hệ thống thần kinh và làm đi giảm đi cái stress của chúng ta cũng như làm những cái căng thẳng. Do đó khi chúng ta sử dụng một thời gian lâu dài, nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta được phục hồi lại, chúng ta đi vào giấc ngủ dễ hơn và cái cơ thể của chúng ta sẽ thấy lại có cái sinh khí hơn, giống như là chú Hà đã sử dụng, và cho chúng ta một cái hoạt động tốt hơn. Đặc biệt là khi chúng ta có một cái giấc ngủ tự nhiên thì thường là sau khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta sẽ thấy tinh thần chúng ta sảng khoái và cái cơ thể của chúng ta có một cái hoạt động tốt. Riêng đối với cái sản phẩm nó có đặc điểm là đã được đạt cái tiêu chuẩn GMP của cái Cục Quản lý về Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ FDA và cái Tổ chức Y tế Thế giới, là vì sản phẩm được bào chế bởi cái công nghệ dược hiện đại, đó là công nghệ siêu nano. Khi siêu nano là những cái chất rất là nhỏ, tạo thành những cái hạt rất là nhỏ, do đó nó có khả năng thấm rất là nhanh, do đó nó tạo nên cái khả năng hấp thu nhanh và đạt cái hiệu quả. Thưa bác sĩ, tôi thì đã cái giấc ngủ tôi đã được cải thiện rồi, nhưng mà hiện tại bạn tôi vẫn còn mất ngủ. Người ta có sử dụng thêm với cái sản phẩm này có được không và sử dụng như thế nào ạ? Thật sự ra thì một cái số mà bạn bè của anh mà bị mất ngủ đó, thì có một đặc điểm đầu tiên là sẽ phải giảm liều của cái thuốc ngủ dần dần đi. Tại vì cái thuốc ngủ là một cái thuốc mà nó bị lệ thuộc, nên nếu mà chúng ta ngưng đột ngột nó này sẽ có những một số cái phản ứng phụ hoặc là chúng ta sẽ mất ngủ. Thì cái đầu tiên tôi khuyên là nếu mà bị rối loạn giấc ngủ mà không có những cái nguyên nhân nào hết, không có bệnh lý nào hết và chỉ là do người lớn tuổi thôi, thì bạn của anh có thể sử dụng được. Đến khi mà có cái tác dụng của cái sản phẩm rồi thì khi đó chúng ta sẽ duy trì để nó có thể kéo dài cái thời gian tác dụng, cũng giống như là nó có cái hiệu quả trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ha. Và cái thứ hai nữa là nên tham khảo thêm bác sĩ, ý kiến của bác sĩ. Từ ngày ngủ được, cô Ngọc dường như trở thành con người khác hẳn. Tính tình vui tươi, nụ cười luôn thường trực trên môi. Cô bảo tìm lại được giấc ngủ ngon chính là điều tuyệt vời nhất mà cô đã làm được. Con cô nó đi tìm mua cho cô uống. Giấc ngủ chưa sâu lắm thì cô vẫn tiếp tục dùng. Da rẻ nó sáng ra và giấc ngủ nó sâu. Ăn uống nó tốt. Trước kia là cô có 38 cân thôi, cô ngủ được là cô lên được 54 cân. Thì sau khi mà mua uống thấy có hiệu nghiệm rồi thì cô cũng giới thiệu cho tất cả các bà ở quanh xóm, là các bà mua uống thì các bà cũng bảo ngủ được. Giới thiệu cho tất cả các chị em hay là anh em mọi lứa tuổi dùng đều được hết. Giờ thì là cô hết mất ngủ rồi, nhưng mà vẫn dùng khoảng 9:30-10 giờ, mình ngủ cho đến 5 giờ sáng luôn ấy, không thức giấc. Thế còn nếu như mà hôm nào mà thứ bảy chủ nhật mà con nó được nghỉ thì có thể mình nằm mình ngủ thêm là được 6 giờ. Tối vào là thấy buồn ngủ, mà ngủ tối đến sáng cảm thấy dậy người nó khỏe mạnh lắm. Nó không có mệt mỏi gì cả. Ăn được, ngủ được, mình có thể làm ra tiền nhưng sức khỏe mình không làm ra được. Sau bao nỗ lực chạy chữa không hiệu quả, tưởng rằng có lẽ mình phải sống cả đời với bệnh mất ngủ, căn bệnh nan giải của tuổi già. Nhưng không ngờ có một ngày chú lại tìm lại được giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và đơn giản đến như vậy. Nhờ sử dụng sản phẩm thiên nhiên, tôi đã ngủ ngon trở lại rồi. Tôi thấy sức khỏe hơn hẳn trước kia. Là khi mà ngủ dậy thì tôi không còn uể oải, đau đầu nữa. Trong một đêm là tôi ngủ được 6-7 tiếng đồng hồ. Và thậm chí là buổi trưa tôi có thể là ngủ được 30 phút. Ngủ được tốt như thế, thành ra huyết áp của tôi rất là ổn định. Đồng thời ngủ ngon, thành ra là cái nước da của tôi cũng được cải thiện, rất là hồng hào, ăn thì cũng thấy ngon miệng. Và tôi cũng rất là tâm đắc, rất là thích thú với cái sự lựa chọn này của mình. Boni Happy, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ và tư vấn hết sức là hữu ích của bác sĩ và câu chuyện của chú Đức Hà trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình thì quý vị và các bạn đã có rất nhiều kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân yêu trong gia đình. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề, quý vị hãy gọi đến số hotline để được tư vấn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.